Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục audio văn học của Hoa Văn Chị Hiên. Và ngày hôm nay, trong chuyên mục audio lần này, chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề bài vô cùng thú vị. Đề bài đó như sau: Lời nhắn gửi của tác giả qua mùa xuân nho nhỏ và nói với con. Nào, các bạn cùng chị lắng nghe nhé. Bài làm: Nghệ thuật bao giờ cũng là tiếng nói của tình cảm con người, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư. Phải chăng tác phẩm nghệ thuật chính là cầu nối để tác giả bộc lộ cảm xúc và người đọc từ đó được đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia? Nhà thơ Thanh Hải cũng đã mượn trang thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ để bộc lộ những tình cảm thiết tha, chân thành về mong muốn được hiến dâng một cách tự nguyện cho cuộc đời chung. Cùng với Thanh Hải, Y Phương cũng đã gửi gắm lòng mình trong những lời dặn dò dành cho cô con gái bé bỏng. Thông qua lời tâm sự chuyện trò của người cha, bài thơ Nói Với Con đem đến cho người con cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn người con miền núi, phong tục người miền núi. Đó là những con người giàu ý chí, nghị lực, sẵn sàng vượt qua thử thách gian nan. Thanh Hải là một nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, là con người tài hoa, giàu sức sống nghệ thuật và lắng nghe được nhiều âm thanh của cuộc sống. Thanh Hải đã dâng cho đời nhiều áng thơ thú vị. Ngòi bút của ông đã góp phần xây dựng nền văn học cách mạng ở miền Nam từ những ngày đầu. Bài thơ đó, Mùa Xuân Nho Nhỏ, là tâm sự của ông trong những ngày cuối của cuộc đời. Đó là tình yêu đất nước bao la, niềm yêu mến thiết tha đối với cuộc sống đang bước vào thời kỳ xây dựng. Trước mùa xuân nho nhỏ của đất nước, nhà thơ tâm niệm về mùa xuân riêng của mỗi cuộc đời con người, dạt dào một khát vọng hiến dâng. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Nếu ở đầu bài thơ tác giả miêu tả những hình ảnh tô điểm thêm cho mùa xuân là âm thanh náo nước vang trời của tình chim chìm chìm và màu sắc tím biếc dịu dàng của cánh lục bình nhỏ trên sông, thì ở đây từ thơ được lặp lại tạo ra sự đối xứng chặt chẽ. Tác giả mong muốn được làm bông hoa tỏa ngát hương, con chim mang tiếng hót và nốt trầm sao xuyến để hiến dâng nhưng không làm mất đi nét riêng của mỗi người. Ước nguyện của nhà thơ là được nhập hòa hòa ca, được cống hiến một cách giản dị mà rất đỗi thiêng liêng. Phép điệp cấu trúc ta làm, ta nhập thể hiện khát vọng mãnh liệt cháy bỏng trong mỗi con người. Lựa chọn hình ảnh tự nhiên giản dị, con chim hót, một cành hoa, một nốt trầm, Thanh Hải mong muốn gợi lên được ước nguyện cống hiến cháy bỏng nhưng khiêm nhường thầm lặng. Qua đó, người đọc thấu hiểu hơn về một lẽ sống tích cực, mong muốn được sống có ích là một lẽ tự nhiên trong cuộc đời. Cũng giống như con chim thì phải hót, bông hoa thì phải bung nở ngát hương, nốt nhạc trầm tạo ra âm điệu cho bản hòa ca. Bên cạnh đó, đại từ ta ở khổ thơ này cũng như một sự mở rộng về tư tưởng, nhân rộng thêm khát khao cống hiến cho mọi người. Cái ta ấy vừa được sắc thái trang trọng, thiêng liêng của một lời ước nguyện, vừa khẳng định được tính cộng đồng, một cái ta chung cùng một cách sống có ích, cống hiến vì đất nước thân yêu. Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Đó thực sự là lời tâm niệm chân thành, tha thiết, khiêm nhường của tác giả, của chúng ta. Một khát khao được cống hiến phần tinh túy nhất của mình, làm đẹp thêm cho mùa xuân của quê hương xứ sở mà không bị giới hạn bởi thời gian tuổi tác. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Mùa xuân nho nhỏ là một sáng tạo bất ngờ, độc đáo mà tự nhiên, hợp lý của nhà thơ. Bởi mùa xuân vốn là một khái niệm chỉ thời gian, nhưng ở đây mùa xuân lại có phần tươi đẹp nhất. Có hình, có khối, một hình hài nho nhỏ thật xinh xắn. Mùa xuân ấy ẩn dụ cho những gì tinh túy nhất của cuộc đời mỗi con người. Nhưng chỉ nho nhỏ mà lặng lẽ thôi. Mùa xuân của 1 triệu người ấy đang dâng hiến và làm nên một mùa xuân rực rỡ của đất nước. Sự cống hiến ấy sẽ còn duy trì mãi trong mọi hoàn cảnh và điều kiện, không quản những cách trở khó khăn. Điệp từ dù là đặt ở đầu 2 câu thơ, liên tiếp có ý nghĩa khẳng định cho khát vọng dâng hiến miệt mài, không mệt mỏi của tác giả. Ý thơ được nhấn mạnh làm cho người đọc xúc động, không chỉ trước một giọng thơ ấm áp
và xúc động trước lời tâm sự chân thành của một con người đã đi qua hai cuộc kháng chiến, đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho đất nước. Và giờ đây, trước lúc đi xa, con người ấy vẫn tha thiết sống đẹp, sống có ích với tất cả sức sống tươi trẻ của mình trong cuộc đời chung. Ước nguyện thiết tha cháy bỏng của nhà thơ được viết trước khi ông trở về với cát bụi, nhưng không chút băn khoăn, than thở về bệnh tật, không một chút suy nghĩ riêng tư cho bản thân mình, mà chỉ lặng lẽ cháy bỏng một khát khao dâng hiến. Bức thông điệp mà Thanh Hải gửi lại cho cuộc đời đã trở thành một tiếng lòng chung cho tất cả mọi người. Đến với Nói Với Con của nhà thơ Y Phương, chúng ta sẽ được lắng nghe những lời người cha muốn con yêu của mình về những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Họ mộc mạc, chân chất nhưng giàu ý chí, niềm tin, mong xây dựng quê hương đất nước tốt đẹp hơn. Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở vùng đất non cao. Với tư duy mộc mạc, giản dị, những vần thơ của ông cũng chân thành như chính tâm tư, tình cảm của con người nơi đây. Nhắc đến Y Phương là nhắc đến bài thơ Nói Với Con, nổi tiếng vì tình cảm gia đình thiêng liêng sâu nặng. Nói Với Con của Y Phương sáng tác khi đứa con đầu lòng của ông ra đời. Bởi vậy, bài thơ chứa đựng niềm hạnh phúc dạt dào của một người lần đầu làm cha. Không chỉ vậy, bài thơ còn cho thấy ý thức của người cha muốn vun đắp, muốn cho con hiểu rõ cội nguồn của bản thân và luôn tự hào về nơi mình sinh ra. Niềm mong mỏi của cha đặt để nơi con hay cũng chính là lời tự nhắc nhở của tác giả. Bức thông điệp muốn gửi gắm tới độc giả cứ thế cất lên và để lắng đọng trong những dòng thơ cuối. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Bốn dòng thơ với cách nhắc nhịp ngắt dòng thật lạ, vừa nhẹ nhàng lại vừa bồi hồi, nghẹn ngào, xúc động. Trong lời tâm sự dặn dò thân mật ấy, cha mong con hãy biết tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Con hãy lấy những tình cảm đó làm chỗ dựa để vững bước trên đường đời. Hình ảnh thô sơ tha dịp một lần nữa được lặp lại, nhưng muốn con khắc cốt ghi xương bản tính cần cù, đôn hậu, dung dị của đồng bào, người đồng bình mộc mạc nhưng có lẽ sống cao đẹp. Trên đường đời, con đi cũng có nhiều lúc sẽ trông gai, có đại tin và ngừng đầu cao, sống cao thượng, tự trọng, không bao giờ nhỏ bé được. Bởi sau lưng con có gia đình, quê hương, có truyền thống phong tục ngàn đời làm điểm tựa. Bởi trong trái tim con sẵn ẩn chứa những phẩm chất cao quý của người đồng mình. Hai tiếng nghe con khép lại bài thơ, chứa đựng tấm lòng yêu thương, niềm tin sâu nặng cha đặt vào nơi con. Hai tiếng ấy nhẹ nhàng mà âm vang sao xuyến, còn động lại mãi tới muôn đời hệ mai sau. Quả thực nhà thơ Y Phương thấu hiểu tất cả và đã lột tả được một cái hồn cốt trong bản sắc văn hóa dân tộc mình. Nói Với Con hay chính là lời trao gửi tới thế hệ kế tiếp. Nhà thơ muốn gửi gắm tới thế hệ mai sau ý thức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi người hãy có ý thức trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tóm lại, âm điệu thơ tha thiết, ngôn ngữ thơ mộc mạc, hình ảnh thơ vừa cụ thể vừa khái quát, đậm chất trữ tình. Đoạn thơ đã thể hiện niềm tin tưởng, hy vọng của người cha đối với bước đường tương lai của con, đồng thời giúp ta cảm nhận được những điều tốt đẹp, tình cảm gắn bó thủy chung của người dân tộc miền núi. Từ đó, gợi trong mỗi chúng ta tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương xứ sở và ý chí vươn lên đến tiến bộ, sống làm chủ cuộc đời, làm chủ bản thân. Cả hai bài thơ đã nói lên được tâm tình của tác giả, thể hiện được những thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Mùa xuân nho nhỏ là một bức tranh mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, vừa là tiếng hát nhẹ nhàng tha thiết sâu lắng về một khát vọng cống hiến cho đất nước của nhà thơ Thanh Hải. Và đó cũng chính là một mùa xuân nho nhỏ mà Thanh Hải để lại cho đời trước lúc đi xa. Bài thơ Nói Với Con mạnh mẽ của quê hương, Nói Với Con thể hiện tình cảm mạnh mẽ, thể hiện ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống của người đồng mình, giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của người dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó với truyền thống, với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống cần cù. Trang sách đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi, như khơi gợi trong lòng chúng ta về một tình cảm cao đẹp của con người. Chính tình yêu thiên nhiên, khát vọng dâng hiến của Thanh Hải làm sao xuyến rung động biết bao trái tim người đọc. Chính những lời dặn dò mộc mạc chân chất của người cha khiến bao con tim người Việt thổn thức. Câu thơ cứ nhẹ nhàng thấm thía, tự nhiên đi vào lòng người như một bài học sâu sắc về lẽ sống, cách ứng xử đầy nhân văn, tấm lòng cao thượng của hai tác giả.
Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn rất thú vị và mong rằng qua phần audio văn học này, các bạn sẽ học thêm cho mình nhiều cách viết cũng như là học thêm cho mình những câu từ hay để có thể vận dụng vào bài viết của mình nhé. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục audio lần sau.